Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Đấu Phá Thương Khung phần 7 tập 05. Ở cuối tập trước, sau khi muốn đến Đấu Đế Đại Lục, nhanh nhất phương thức chính là thông qua đại hình trùng động đến Ngàn Tinh Thành. Nghe được Ngàn Tinh Thành tên này, lập tức cũng làm Đinh Duyệt trong mắt quang mang lập lòe. Phải về nhà sao? Đinh Duyệt không nghĩ tới sẽ như vậy, đột nhiên này vừa đi đã qua đi mấy ngàn năm, dài dòng năm tháng. Mấy ngàn năm có thể phát sinh quá nhiều sự, bất quá đối với tu luyện người tới nói, mấy ngàn năm tuy rằng thật lâu, nhưng còn không đến mức cảnh con người mất. Thời gian thấm thoát, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đều là nhàm chán ở Cảm Khái. Trước kia tuy rằng thực ầm ĩ, nhưng bất quá khi đó thật đúng là vui vẻ. Đinh Duyệt mắt lộ ra hồi ức, khi đó vô ý chiến đội đông đảo người, mỗi lần xuyên qua ở hư vô hải thời gian, chính là nhẹ nhàng nhất thời điểm. Tất cả mọi người hi hi ha ha, càng là ham thích với các loại hoạt động mỹ thực. Tiêu Viêm nhắm hai mắt, nhưng mỗi lần hồi ức khi, hắn nội tâm so tất cả mọi người càng đau đớn, bởi vì hắn đáp ứng quá bảo hộ đại gia, nhưng hắn không có làm được. Mặc dù Tiêu Nguyệt Ly nói cho Tiêu Viêm vô ý chiến đội chết đi mọi người đều bị nàng cứu hạ, nhưng Tiêu Viêm trong lòng như cũ để lại một cái cắt cánh, ít nhất ở một lần nữa nhìn đến đại gia phía trước, Tiêu Viêm vô pháp tiêu tan. Được đến hỏa diễm chi tâm là chuyến này quan trọng nhất mục đích, trừ cái này ra, Tiêu Viêm đã làm tốt đại khái hành vi lộ tuyến, đi trước một chuyến Đấu Đế Đại Lục cùng Đấu Khí Đại Giới sau. Trùng hợp Đấu Đế Đại Lục nhóm chính là Tây Hải Hư Vô, mà được đến tin tức, Diệt Hư Thiên Lôi liền ở Tây Hải Hư Vô cực bắc nơi, Tiêu Viêm tự nhiên không thể bỏ lỡ. Lôi Đình Chi Tâm có thể thực tốt đền bù Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể không đủ tình huống, rốt cuộc theo thực lực tăng lên. Lực lượng cơ thể ở cường độ càng cao trong chiến đấu cũng là phi thường quan trọng, ở Tiêu Viêm tu luyện tới nay, đối với thân thể tu luyện nhưng thật ra đều chưa bao giờ rơi xuống. Nếu là có thể thuận lợi từ Tây Hải Hư Vô có thể từ cực bắc nơi đoạt được Lôi Đình Chi Tâm sau, Tiêu Viêm còn muốn đi một chuyến Cổ Viêm Thần Tộc, rốt cuộc hai đứa nhỏ ở nơi đó tu luyện, tại đây lúc sau, Tiêu Viêm liền tưởng chân chính đi một chuyến Minh Giới, vô luận như thế nào cũng muốn tìm về vô ý chiến đội mọi người. Chuyến này sẽ thực dài lâu, nhưng chuyến này Tiêu Viêm lại là đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì có thể nhìn thấy thương nhớ ngày đêm gương mặt, trừ bỏ nhàm chán đến cực điểm Hạ Tăng Huy. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đều lòng mang chờ mong, phảng phất xuyên qua ở trùng động chung dài dòng thời gian cũng tựa hồ trở nên không như vậy nhàm chán. Ở Tiêu Viêm chân chính triển khai hư vô hải chi lữ thời điểm, Đấu Thần Liên Minh bên trong cũng là lặng yên gian chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này Đấu Thần Liên Minh Kim Vô Dã một tay ôm quyền, hơn nữa Đấu Thần Liên Minh bên trong càng tựa rắn mất đầu, tiếng lòng rối loạn, tranh đấu trở nên càng thêm thường xuyên. Bởi vì có một cái kim quá hơi ngã xuống đồn đãi ở bọn họ bốn phía truyền khai, cũng đúng là như thế. Đấu Thần Liên Minh bên trong những cái đó đã từng ẩn núp cũng là bắt đầu chậm rãi lộ ra manh mối. Duy chỉ có Kim Vô Dã biết được, phụ thân hắn Kim Quá Hơi cũng không có ngã xuống, nhưng lại nguyên khí đại thương. Lâm vào dài dòng khôi phục chu kỳ, Kim Vô Dã nếm thử quá kêu gọi, nhưng đều không có được đến Kim Quá Hơi trả lời. La Thiên biến mất, Kim Quá Hơi trọng thương, này lệnh Kim Vô Dã cũng là có chút chân tay luống cuống, bởi vì chiếu như vậy đi xuống, Đấu Thần Liên Minh bên trong ẩn nhẫn không ít cường giả. Mặc dù Kim Vô Dã có khổng lồ thiên quân làm chống đỡ, nhưng liên tục không ổn định, phát sinh cái gì vô pháp đoán trước biến cố cũng không phải không có khả năng. Kiếm Thục cùng Võ Trấn trở về sau, Kiếm Thục nội tâm bên trong vốn đã kinh nghĩ kỹ rồi như thế nào đi biện giải, nhưng trở lại Đấu Thần Liên Minh phát hiện, tựa hồ cũng không có người để ý bọn họ, bởi vì liền Kim Vô Dã đều không thể bận tâm, tựa hồ Đấu Thần Liên Minh thật sự muốn thời tiết thay đổi. Cho đến đi qua thật lâu sau, Kim Vô Dã mới triệu kiến Kiếm Thục Võ Trấn, hiểu biết trong đó tình huống. Cuối cùng ở Kiếm Thục cùng Võ Trấn trăm miệng một lời hạ, lấy nguyên bạch chết thảm bất hủ di tích vì từ thành công lừa gạt ở Kim Vô Dã. Đến nỗi Kim Vô Dã tin hay không, Kiếm Thục không biết, bất quá vẫn là nàng lời nói, giấy không thể gói được lửa. Đấu Thần Liên Minh tuy rằng bạo loạn, nhưng Kim Vô Dã thực lực như cũ cường hãn, có hắn tại đây phiến thiên cũng tạm thời phiên không được. Tiêu Phong biến mất, La Thiên biến mất, này hai cái chính là từng bị kế hoạch vi tôn thượng người thay thế đều không thấy, phải biết rằng bọn họ cơ hồ ôm đồng tôn thượng truyền thừa, nhưng bọn họ cùng biến mất, cũng hoàn toàn làm Đấu Thần Liên Minh cái này kế hoạch cáo phá. Trở về Kiếm Thục, biết được thần phạt nơi, cái kia nàng vốn dĩ không có nhiều ít để ý Cửu Điện Hạ Tiêu Phong cũng cùng tiến vào. Đấu Thần Liên Minh cho rằng Tiêu Phong cùng La Thiên đều chết ở trong đó, nhưng chỉ có Kiếm Thục biết, La Thiên khả năng đã chết, nhưng Tiêu Phong lại còn sống. Không chỉ có tồn tại, thậm chí đã đem La Thiên sở hữu truyền thừa đoạt lại, hắn như cũ là tôn thượng. Không người có thể thay thế, đây là lịch sử tất nhiên. Kiếm Thục nhìn giờ phút này hỗn loạn Đấu Thần Liên Minh, bỗng nhiên nhớ tới Tiêu Viêm kia tự tin khuôn mặt. Nàng nội tâm cũng là bắt đầu dao động, có lẽ nàng thật sự khả năng sẽ nhìn đến Tiêu Viêm trọng chỉnh Đấu Thần Liên Minh kia một ngày. Ngay cả Võ Trấn tựa hồ cũng có điều hiểu ra, không chỉ có là hồn huyết uy hiếp, hắn tựa hồ bắt đầu lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. Đấu Thần Liên Minh đang ở phát sinh biến hóa, mà tồn tại với Đấu Thần Liên Minh bên trong Bỉ Ngạn Hoa, ở Tiêu Viêm có được chân chính thực lực thời điểm, những cái đó đã từng không muốn nghe phục Tiêu Viêm, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ chung quy sẽ tin phục. Xuyên qua to lớn trùng động, không sợ hào chậm rãi hiện lên, Tiêu Viêm ở vượt qua dài dòng năm tháng sau, com rốt cuộc đến Ngàn Tinh Thành. Nhìn đã từng lần đầu tiên đi ra Đấu Đế Đại Lục đi vào địa phương, Tiêu Viêm cũng là không phải do cảm thấy cảm khái. Nơi này Đinh gia như cũ nắm giữ lớn nhất phòng đấu giá, mà lúc ấy Tiêu Viêm trợ giúp quá Thương Nguyệt dòng binh đoàn không chỉ có không có biến mất, lại còn có trở thành Ngàn Tinh trong thành số 1 số 2 dòng binh đoàn. Nhưng Tiêu Viêm không có lựa chọn đi quấy rầy, mà là ở Đinh Duyệt cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt, Hạ Tăng Huy chỉ là coi như Ngàn Tinh Thành bên trong một viên, không đi cố tình trêu chọc sự phi kia liền tốt nhất. Đương nhiên, đây là Tiêu Viêm trong lòng suy nghĩ, tới loại địa phương này Hạ Tăng Huy nhưng không chịu ngồi yên, thấy mỹ nữ hắn tay liền hoàn toàn khống chế không được. Bất quá liền ở Tiêu Viêm nhàn hạ rất nhiều, Đinh Duyệt mang theo nàng ca ca cùng với nàng phụ thân Đinh Viêm Đào tìm được rồi hắn. Xem khởi sắc mặt ngương trọng, hiển nhiên là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, yêu cầu Tiêu Viêm hỗ trợ. Đinh Viêm Đào thực lực như cũ còn dừng lại ở Đấu Tiên trình tự, đã từng còn có thể cùng Tiêu Viêm giao thủ hắn, đương hắn lần thứ hai tới gần Tiêu Viêm khi, mặc dù Tiêu Viêm không có cố tình phát ra uy áp, nhưng như cũ có thể cảm nhận được Tiêu Viêm trên người kia cổ cường đại lực áp bách, này lệnh Đinh Viêm Đào giữa trán không khỏi bốc lên mồ hôi. Đa tạ. Đinh Viêm Đào thấy Tiêu Viêm sau dẫn đầu chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm lập tức ôm quyền đáp lễ. Bảo hộ Đinh Duyệt là ta đáp ứng ngươi, tiền bối không cần khách khí. Tuy rằng Tiêu Viêm hiện giờ thực lực đã lệnh Đinh Viêm Đào bọn họ theo không kịp, nhưng người không thể vong bản, tiền bối vĩnh viễn đều là tiền bối. Huống chi chính là chính mình đồng bọn phụ thân, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền gian, đều là trước chờ Đinh Viêm Đào thu hồi sau, hắn mới chậm rãi ngồi dậy hình. Đinh Viêm Đào cười khổ một tiếng, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, một bên Đinh Duyệt còn lại là dẫn đầu nói: "Tiêu thiếu, lão cha phòng đấu giá ra một ít vấn đề, tưởng thỉnh Tiêu thiếu hỗ trợ xử lý một chút." "Cái gì vấn đề, cứ nói đừng ngại." Đinh Duyệt mở miệng, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không chậm lại. "Mượn một bước nói chuyện đi." Đinh Viêm Đào cười khổ nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, rồi sau đó đi tới một cái lịch sự tao nhã trong phòng, Đinh Viêm Đào pha hảo nước trà, lúc này mới tiếp tục vừa mới đề tài. Ngàn Tinh Thành vẫn luôn đều còn tính bình tĩnh, bất quá ở không sai biệt lắm mấy trăm năm tiến đến hai người ăn mặc Đấu Thần Liên Minh trường bào. Thế cho nên không người dám đối bọn họ động thủ, phòng đấu giá sở hữu lợi nhuận bọn họ đều phải phân đi một nửa, gần nhất càng quá mức một ít, bọn họ đưa ra muốn chiếm 8 phần. Đinh Viêm Đào mặt lộ vẻ chua xót, hiển nhiên đã ẩn nhẫn thật lâu, ngại với đại cục, hắn vẫn luôn lựa chọn nhường nhịn. Mà Đinh Duyệt hiểu biết tình huống sau, lập tức đó là vô cùng phẫn nộ, nhưng Đinh Duyệt đầu óc rõ ràng, cũng không có tự tiện quyết đoán, mà là tới tìm Tiêu Viêm hỗ trợ. "Đúng không, như thế bá đạo sao? Làm phiền tiền bối dẫn đường, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút là nào hai cái dựa vào Đấu Thần Liên Minh tên tuổi lại ở làm sằng làm bậy." Tiêu Viêm đứng dậy, vừa mới bưng lên chén trà còn không có tới cập uống một ngụm. "Không vội, uống trước khẩu trà đi." Đinh Viêm Đào nhìn Tiêu Viêm không hề sợ hãi, làm hắn trái tim run rẩy. "Tiền bối có điều cố kỵ, sợ hãi Đấu Thần Liên Minh trả thù." Tiêu Viêm biết Đinh Viêm Đào trong lòng suy nghĩ, nếu không cũng không có khả năng ẩn nhẫn đến bây giờ. "Nghe nói Đấu Thần Liên Minh thập phần mang thù, này nho nhỏ Ngàn Tinh Thành nếu là bởi vì ta lọt vào Đấu Thần Liên Minh trả thù mà hủy diệt, chẳng phải là thiên đại tội nhân." Đinh Viêm Đào chậm rãi nói. Tiêu Viêm nhấp một hớp nước trà, đó là cười cười. "Đừng sợ cha, Đấu Thần Liên Minh sớm hay muộn là Tiêu thiếu." Đinh Duyệt mở miệng nói, những lời này thiếu chút nữa không làm Đinh Viêm Đào một hớp nước trà trực tiếp phun ra tới. Bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa phản bác, mà là tiếp tục nhìn về phía Đinh Viêm Đào, nói: "Tiền bối không cần sợ hãi, không bằng chúng ta đi trước nhìn xem, mềm không được lại đến ngạnh, ngạnh không được liền trực tiếp chém." Tiêu Viêm lời nói vừa ra, phảng phất này Đấu Thần Liên Minh giống như còn thật là Tiêu Viêm giống nhau, toàn bộ thần hy thế giới đối với Đấu Thần Liên Minh đều là thập phần kiêng kỵ. Rốt cuộc khống chế đại lượng tài nguyên, ở tuyệt đối tài nguyên hạ cường giả tầng ra, tùy tiện xuống dưới một cái đấu thần, đối với hạ đẳng giới không đều là hàng duy đả kích. Phải biết rằng lấy Tiêu Viêm hiện tại thực lực, đừng nói là hạ đẳng giới không, đặt ở trung đẳng giới không thậm chí thượng đẳng giới không kia đều là tuyệt đối cường giả. Hủy diệt một cái hạ đẳng giới không càng chỉ là giơ tay nhấc chân chi gian sự tình. Mà đã từng Đấu Thần Liên Minh, tôn thượng thuộc hạ Đấu Thần Liên Minh còn lại là đem hạ đẳng giới không, trung chờ giới không cùng với thượng đẳng giới uổng có nghiêm khắc phân chia. Đấu thần một liệt là vô pháp trở về hạ đẳng giới trống không, bởi vì ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, phi thường dễ dàng tạo thành giới không thất hành. Toàn bộ thế giới tuyệt đại bộ phận đều là từ hạ đẳng giới không tạo thành, mà trung đẳng giới không cùng thượng đẳng giới không còn lại là chỉ chiếm rất ít bộ phận. Mà toàn bộ thế giới ổn định cùng hạ đẳng giới uổng có vô pháp phân cách quan hệ, cho nên mới muốn càng thêm dưới sự bảo vệ chờ giới trống không phát triển. Cho đến tôn thượng ngã xuống lúc sau, thần hy thế giới toàn bộ hệ thống cũng ở dần dần tan vỡ, hiện giờ Tiêu Viêm đạt tới đấu thần cái này trình tự sau càng là tràn đầy thể hội. Kim Sách từng cũng lấy thiên bình thất hành vì từ, dục diệt Đấu Đế Đại Lục, này bản thân chính là trái với tôn thượng sở định hạ quy tắc. Hiện giờ Đấu Thần Liên Minh sớm đã quên mất tôn thượng sở lưu lại cân bằng chi tắc, ngược lại là đánh cân bằng chi tắc đối rất nhiều giới không tiến hành đoạt lấy. Đối này Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, nếu không phải nguyên thần phân thân không biết tung tích, Tiêu Viêm đã sớm mang theo phân thân sát hướng Đấu Thần Liên Minh. Diệt Kim Quá Hơi, diệt trừ sở hữu Đấu Thần Liên Minh Trung Kim thị nhất tộc, đối Đấu Thần Liên Minh tiến hành một lần hoàn toàn may lại trọng chỉnh. Đương nhiên, này đều chỉ là Tiêu Viêm hiện tại kế hoạch cùng mục tiêu, rốt cuộc thần phạt nơi một trận chiến làm Tiêu Viêm biết. Mặc dù là có được Nguyên Thần Phân Thân, cũng cùng Kim Quá Hơi có không nhỏ chênh lệch, Bất Hủ vẫn là Tiêu Viêm vô pháp lý giải cảnh giới. Chỉ tiếc có được Bất Hủ thực lực Nguyên Thần Phân Thân không biết tung tích, ở Nguyên Thần Phân Thân thượng Tiêu Viêm cũng nhất định có thể hiểu ra Bất Hủ chi cảnh. Bất quá có một loại mãnh liệt trực giác nói cho Tiêu Viêm, Nguyên Thần Phân Thân cũng không có tử vong, càng như là bị người ẩn nấp rồi giống nhau. Tiêu Viêm phía trước đó là có thể cảm ứng được đến một loại huyết mạch triệu hoán, ở đường xá trung Tiêu Viêm cố ý đi cảm giác quá, mà cái này cảm giác cũng làm Tiêu Viêm có tân phát hiện. Sở hữu huyết mạch liền thành vô số tơ hồng, Tiêu Viêm đem hắn biết được toàn bộ bài trừ, tại đây phía trước chỉ có một cây tơ hồng liên tiếp không biết, nhưng lúc này đây lại có hai căn. Tiêu Viêm trong đầu cũng vang lên một cái tên, đó chính là Không Tiếng Động Địa Ngục. Đây là một cái Tiêu Viêm không biết địa phương, nhưng nhất định là một cái phi thường trọng yếu phi thường địa phương, nhưng Tiêu Viêm đối này còn không có manh mối, căn bản không biết này tồn tại với nơi nào. Tại đây một chuyến lữ trình lúc sau, Tiêu Viêm đem gặp phải càng thêm khó khăn chiến đấu, cùng với càng cường địch nhân, bởi vì theo trình tự đề cao. Tiêu Viêm biết, thần hy thế giới không chỉ như vậy, không ngừng Đấu Thần Liên Minh, càng cường địch nhân liền ở bọn họ phía sau. Nếu tưởng hoàn toàn đẩy ra tầng này sương mù, con Tiêu Viêm nhất định phải tiếp tục đi phía trước, cũng cần thiết đi đối mặt này đó càng cường địch nhân. Bởi vậy, Tiêu Viêm phàm là còn gặp được có Đấu Thần Liên Minh giả đối nào đó địa phương tiến hành ức hiếp, Tiêu Viêm đều đem kiên quyết ra tay, càng sẽ không lưu tình chút nào đưa bọn họ cấp mặt sát, bởi vì những người này, mặc dù Tiêu Viêm thu hồi Đấu Thần Liên Minh, bọn họ cũng là trong đó cặn. Bọn họ thực lực không yếu, ta vô pháp cảm giác đến bọn họ cụ thể là cái gì cảnh giới, có cần hay không bàn bạc kỹ hơn. Đinh Viêm Đào thân là tu luyện giả bên trong thương nhân, đối với chiến đấu mà nói không có gì kinh nghiệm, bởi vậy hết thảy đều có vẻ thật cẩn thận. Tiêu Viêm đã buông chén trà, đứng dậy, nói, tiền bối dẫn đường đi, thực lực vấn đề không cần lo lắng. Đinh Viêm Đào nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cố tình đi che giấu chính mình uy áp, rốt cuộc ở loại địa phương này, Tiêu Viêm thực lực quá cường, gần chỉ là uy áp đều có thể dễ dàng giết người. Bởi vậy Đinh Viêm Đào hoàn toàn phát hiện không đến Tiêu Viêm trên người dao động, vãng vãng như thử, hắn mới biết được Tiêu Viêm thực lực sâu không lường được. Đinh Viêm Đào gật gật đầu, không có nhiều lời nữa, mà là đứng dậy, ở phía trước dẫn đường, hắn bộ dáng vẫn là có chút khẩn trương, sợ ra cái gì khác đường rẽ. Hắn đem Đinh Duyệt kéo ở bên người, thấp giọng dò hỏi Đinh Duyệt nói, hắn đến tột cùng là cái gì thực lực, chính là cửu tinh đấu tiên. Đinh Duyệt nhìn thấy chính mình lão cha còn ở lo lắng, đó là vỗ vỗ này bả vai, vẻ mặt chính xác trả lời nói, lão cha vẫn là xem thường Tiêu thiếu. Sao có thể như chúng ta giống nhau, vẫn là kẻ hèn đấu tiên chi cảnh, Tiêu thiếu thực lực đã sớm đột phá tới rồi đấu thần chi cảnh. Đinh Viêm Đào cố tình đè thấp âm lượng, Đinh Duyệt còn lại là cười to trả lời, Đinh Viêm Đào nghe vậy sau tức khắc tâm thần chấn động, đấu thần. Phải biết rằng, ở này đó địa phương, phàm là xuất hiện một cái đấu thần, kia đều là thống lĩnh một phương tồn tại, hơn nữa gần mới qua đi mấy ngàn năm thời gian. Khi đó Tiêu Viêm vẫn là một cái đấu tiên mà thôi, sao có thể nhanh chóng như vậy liền trở thành đấu thần tồn tại. Đinh Viêm Đào xấu hổ quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, cười cười, đối này Tiêu Viêm cũng là không để bụng. Đinh Duyệt tiểu nện bước ở phía trước đi tới, phảng phất cảm giác nàng mới là đấu thần, chân chính cáo mượn oai hùng. Nhưng không có biện pháp, Tiêu Viêm cho tới nay đều là một cái bao che cho con người. Ngàn Tinh Thành đỉnh tầng, tu sửa một tòa cực kỳ xa hoa cung điện trong vòng lượn lờ tiếng ca quanh quẩn. Chỉ có đẩy ra đại môn một chốc, phóng nhãn nhìn lại đều là đại lượng dáng người cực hảo, thả y không, che đậy thân thể đông đảo nữ tử. Trong đó càng là có không ít nam tử theo tiếng ca mua chụp bóng hình xinh đẹp ở trong đó vũ động, loại này hình ảnh Tiêu Viêm đã thật lâu chưa từng gặp được, ở kia cung điện xa nhất đoàn. Ngồi ngay ngắn hai cái nam tử, bọn họ người mặc đấu thần liên minh quần áo, khóe miệng ngậm mỉm cười, trước mặt hết thảy bọn họ cảm thấy là như thế cảnh đẹp ý vui. Bất quá đúng lúc này, cung điện đại môn ầm ầm một tiếng, trực tiếp tạc nứt. Tiếng nổ mạnh lập tức làm cung điện trong vòng một mảnh thét chói tai, ở xa lưỡng đạo thân ảnh vèo một chút đứng lên, ánh mắt hung hãn nhìn về phía đại môn chỗ. Bọn họ ánh mắt dẫn đầu nhìn đến chỉ có Đinh Viêm Đào, lập tức đó là sất thanh quát chói tai, Đinh Viêm Đào, ngươi là ăn gan hùm mật gấu, dám tạc lão tử môn. Nói hai người đó là trực tiếp cùng thô bạo dựng lên, trên người tản mát ra cường đại dao động. Lệnh quanh mình tất cả mọi người cảm giác ngực một buồn, rốt cuộc nơi này đại đa số đều là một tinh nhị tinh đấu tiên. Nhìn hai người bạo lực mà đến, Đinh Duyệt trực tiếp tiến lên một bước đó là chuẩn bị ra tay. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm bàn tay to đặt ở Đinh Duyệt trên vai, hắn chậm rãi từ phía sau đi lên trước tới. Tiêu Viêm không có bất luận cái gì động tác, chỉ là tản mát ra hắn 1/10 không đến uy áp, nhưng chỉ thế mà thôi. Giữa không trung lực tới lưỡng đạo thân ảnh thân hình bỗng nhiên cứng lại đồng thời, càng là một mồm to máu tươi phun ra, oanh một tiếng quỳ dạp xuống đất. Gian Nan ngẩng đầu lên, khó có thể tin ánh mắt hướng tới Tiêu Viêm nhìn qua đi. Đấu thần. Tiêu Viêm không nói gì, mà là lập tức hướng tới bọn họ hai người đi qua, nhìn bọn họ trên người sở xuyên quần áo, mới là lộ ra mỉm cười. Thoạt nhìn vẫn là thật là đấu thần liên minh người, thứ 9 trọng thiên như thế nào sẽ có các ngươi loại này món lòng. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, nghe được Tiêu Viêm lời nói, hai người tức khắc đôi mắt chợt co rụt lại. Ngươi là người phương nào? Ngươi dám can đảm giết chúng ta, Cửu Điện Hạ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người thân là Đấu Thần Liên Minh giả, tựa hồ hoàn toàn không sợ Tiêu Viêm, thậm chí còn xuất khẩu uy hiếp. Nói như vậy, là Cửu Điện Hạ phái các ngươi đến nơi đây tới. Tiêu Viêm nhìn quỳ trước mặt hắn hai người, lần thứ hai mở miệng. Đó là tự nhiên, ngươi hẳn là hiểu biết Đấu Thần Liên Minh, thứ 9 trọng thiên tân tấn Cửu Điện Hạ cũng không phải là ăn chay. Hai người đều là ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm. Phải không? Nhưng ta như thế nào nghe nói các ngươi Cửu Điện Hạ tiến vào thần phạt nơi sau, đã có thể rốt cuộc không ra tới, chỉ sợ đã chết ở bên trong đi. Tiêu Viêm khóe miệng ngậm một mặt mỉm cười, hai người nghe vậy trong lòng giật mình, nhìn nhau liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên bọn họ ở chỗ này đã có rất dài một đoạn thời gian, đối Đấu Thần Liên Minh phát sinh sự tình cũng không phải thực hiểu biết. Đừng vội ở chỗ này nói bậy, ngươi dám can đảm giết chúng ta, Đấu Thần Liên Minh định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người hiển nhiên là có chút sốt ruột, bọn họ vô pháp xác định trước mắt người là ai, nhưng tựa hồ đối Đấu Thần Liên Minh rất là quen thuộc. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn hai người, dung mạo lần thứ hai thông qua nguyên khí phát sinh ngắn ngủi thay đổi, rồi sau đó lại lấy ra Cửu Điện Hạ lệnh bài đưa tới hai người trước mặt. Ta như thế nào không nhớ rõ là khi nào phái ngươi chờ tới hạ đẳng giới không tới làm sằng làm bậy. Theo Tiêu Viêm dung mạo biến hóa cùng với trong tay Cửu Điện Hạ lệnh bài, hai người ánh mắt chợt co rụt lại. Bọn họ thân là Đấu Thần Liên Minh liếc mắt một cái đó là có thể phân biệt ra Tiêu Viêm trong tay lệnh bài thật giả, nhìn Tiêu Viêm cải biến thành Tiếu Phong dung mạo sau, trong lòng kinh hãi. 9. Cửu Điện Hạ, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta đáng chết, Điện Hạ tha mạng a. Hai người lập tức liền đối với Tiêu Viêm điên cuồng dập đầu, tình huống đột biến, mà sau Đinh Viêm Đào xem chính là trợn mắt há hốc mồm, nhìn Tiêu Viêm thân hình lập tức tựa hồ trở nên vĩ ngạn không ít. Nhưng nghe hai người trong miệng lời nói, Đinh Viêm Đào cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc. Cửu Điện Hạ, Đinh Viêm Đào lẩm bẩm, thanh âm cũng không lớn. Tiêu thiếu tình huống thực phức tạp, cha không cần để ý. Đinh Duyệt nói, rốt cuộc Đinh Duyệt mẫu thân chính là chết ở Đấu Thần Liên Minh trong tay, nhưng Đinh Duyệt biết được Tiêu Viêm hiện giờ tình cảnh, báo thù cũng đều không phải là giờ phút này, hơn nữa giết chết nàng mẫu thân giả còn cần tra rõ, đãi Tiêu Viêm chân chính thu phục Đấu Thần Liên Minh thời điểm, lại báo thù cũng không muộn. Tiêu Viêm nhìn xin tha hai người, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy xoay người Tiêu Viêm ngón tay bắn ra, hai lũ ngọn lửa trực tiếp dừng ở hai người trên người. Trong thời gian ngắn, hai người đó là thiêu đốt lên, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bốn phía, bất quá cũng gần chỉ là năm tức thời gian, năm tức lúc sau đó là hoàn toàn hóa thành tro bụi. Đối với loại này khi dễ hạ đẳng giới không giả, com không có nung chiều đáng nói. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, vốn tưởng rằng là có người giả mạo Đấu Thần Liên Minh, đúng là không nghĩ tới này hai người thật là đến từ Đấu Thần Liên Minh. Nêu Đấu Thần Liên Minh vì chỗ dựa, khi dễ nhỏ yếu, liên điểm này căn bản không xứng làm Đấu Thần Liên Minh một viên. Tiêu Viêm xoay người đó là rời đi, Đinh Viêm Đào vắt hết óc ẩn nhẫn mấy trăm năm phiền toái, chỉ là ở Tiêu Viêm búng tay chi gian liền đem này giải quyết. Thậm chí ở Tiêu Viêm mặt sát rớt hai người sau, Đinh Viêm Đào nhất thời đều còn không có phản ứng lại đây. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hơn nữa quá đơn giản, thậm chí không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu, đây là đơn phương thực lực nghiền áp. Đinh Viêm Đào nhìn đầy mặt tươi cười thoạt nhìn phúc hậu và vô hại Tiêu Viêm, kỳ thật thượng cường đại đến đáng sợ. Đinh Duyệt, một năm thời gian lúc sau chúng ta phải rời đi, hảo hảo bồi chính mình người nhà, không cần phải xen vào chúng ta. Tiêu Viêm đã chậm rãi rời đi, Đinh Duyệt gật gật đầu, nhìn theo Tiêu Viêm rời đi. Một năm thời gian quá thực mau, Tiêu Viêm cũng là khó được bình tĩnh, bất quá bình tĩnh chỉ là tạm thời, thực mau đã bị Hạ Tăng Huy mạnh mẽ kéo đến Hoa Gian Phường nghe khúc nhi. Ngay từ đầu Tiêu Viêm là kháng cự, nhưng trước sau Tiêu Viêm là cái nam nhân, ở Hạ Tăng Huy một phen giới thiệu hạ, trong mắt cũng dần dần có ánh sao. Ngàn Tinh bên trong thành không ngừng một gian Hoa Gian Phường, tức khắc gian thật giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Nhàn tới không có việc gì Hoa Gian Phường đi nghe khúc nhi. Một năm thời gian nếu nghĩ tới rất chậm, nó cũng có thể rất chậm, nhưng Tiêu Viêm lại cảm thấy này một năm nhoáng lên lướt qua, lại đến rời đi thời gian. Chú ý, mỗi ngày hai càng, dẫn đầu trang web mấy chục chương, một hơi xem cái sảng. Cho đến đi lên không sợ hào sau, Tiêu Viêm còn một bên hừ tiểu khúc, đến nỗi Hạ Tăng Huy còn lại là ở một bên cố nén tươi cười, một bộ gian tế thực hiện được bộ dáng. Cáo biệt Ngàn Tinh Thành sau, mục tiêu Đấu Đế Đại Lục. Hiện giờ không sợ hào chính là Đinh Duyệt tỉ mỉ chế tạo, hơn nữa đã có thể đột phá tốc độ cực hạn, cũng liền nói, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, như vậy này con không sợ hào tốc độ có thể đạt tới xưa nay chưa từng có cực nhanh tốc độ. Có thể đại đại ngắn lại ở hư vô hải bên trong hành vi thời gian, này không, đã từng yêu cầu 60 năm thời gian đến Đấu Đế Đại Lục, mà hiện giờ còn lại là chợt ngắn lại đến 5 năm đã đến. Đấu Đế Đại Lục như cũ kiến ở, không sợ hào chậm rãi xử vào Đấu Đế Đại Lục bên trong. Bốn phía hết thảy ánh vào Tiêu Viêm mi mắt thời điểm, đó là cái loại này mà tiền cửa hiệu mà đến quen thuộc cảm. Đã lâu không thấy, Tiêu Viêm đứng ở đầu thuyền, ánh mắt nhìn ra xa, trong mắt khó có thể che giấu kích động. Mà ở Đấu Đế Đại Lục nơi nào đó, đình các bên trong, lão giả khoanh chân mà ngồi, nhìn trước mặt nan giải ván cờ. dường như ở trầm tư. Bất quá đúng lúc này thân thể hắn lại là hơi hơi chấn động, ánh mắt bên trong ánh sao chợt lóe. Này quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ là kia tiểu tử đã trở lại sao? Lão già thân hình run lên, đó là biến mất ở đình các trong vòng, tiếp theo nháy mắt, đó là đi tới giữa không trung, nhìn kia thật lớn không sợ hào, lão già trên mặt hiện lên nổi lên mỉm cười. Bong tàu thượng Tiêu Viêm cũng là thấy được lão già, lập tức xoay người chắp tay nhất bái, cười nói: "Tiêu Vô Thiên tiền bối, đã lâu không thấy." Ha ha, quả nhiên lão phu ánh mắt vẫn là thực độc ác, trong nháy mắt thế nhưng trở nên như vậy cường. Tiêu Vô Thiên cười nói, Tiêu Viêm cũng là lần thứ hai ôm quyền, đối Tiêu Vô Thiên tỏ vẻ thật sâu cảm tạ, có thể đi đến hôm nay này một bước. Dọc theo đường đi không có này đó tiền bối hỗ trợ, đường xá tất nhiên sẽ càng thêm gian khổ cùng khó khăn. Lúc này đây trở về không nóng này đi thôi. Tiêu Vô Thiên hỏi, phía trước Tiêu Viêm trở về quá một lần, nhưng đều rất là vội vàng, qua loa liền rời đi. Không vội, ít nhất đến bồi tiền bối hảo hảo uống một lần rượu. Tiêu Viêm cười cười. Vậy là tốt rồi, lão phu không vội, đi trước bồi người nhà đi, đối đãi ngươi nhàn rỗi đang tìm lão phu đó là. Tiêu Vô Thiên tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm tâm tư, lập tức nói, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu. Mang theo rượu ngon, còn có mấy năm nay trải qua, hảo hảo cùng ta tự một tự. Tiêu Vô Thiên nói xong, thân hình đó là biến mất không thấy. Tiêu Viêm cũng là làm Đinh Duyệt đem khổng lồ không sợ hào co rút lại lên, rốt cuộc không sợ hào quá mức khổng lồ, nhận người chú mục cũng là không tốt. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đấu đế đại lục bộ dáng cũng là tại đây mấy ngàn năm thời gian đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim sắc hải dương đã hoàn toàn biến mất, tiến vào đấu đế đại lục sau Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được so với phía trước càng thêm nồng đậm nguyên khí. Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực khoảnh khắc giải rác mở ra, nhìn quét quanh mình vô số sinh linh hơi thở, cảm thụ được từng đạo hùng hồn hơi thở, Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Đấu đế đại lục phát triển là kinh người, ít nhất đã không còn là cái kia liền huyết thần giới đều có thể tùy tiện khi dễ giới không. Cự Hy Thành cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đi vào Cự Hy Thành trên không, có thể nhìn đến càng nhiều không gian trùng động. Nghiễm nhiên, hiện giờ Cự Hy Thành so Tiêu Viêm đã từng nơi đấu đế đại lục thời điểm trở nên càng thêm khổng lồ. Đương Tiêu Viêm một lần nữa lần thứ hai trở về đấu đế đại lục thời điểm, cường đại giới khâu chi lực đó là tăng thêm Tiêu Viêm toàn thân. Tức khắc gian Tiêu Viêm trong mắt nổi lên ánh sao, chưa từng nghĩ đến chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, đấu đế đại lục lại là đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng đấu đế đại lục liền Đấu Tiên đều là hy vọng xa vời, nhưng hôm nay đấu đế đại lục Đấu Tiên cường giả không nói tràn lan, nhưng theo thời gian trôi qua cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều Đấu Tiên cường giả. Dựa theo đấu đế đại lục như vậy phát triển đi xuống, trở thành trung đẳng giới không cũng đem chỉ là vấn đề thời gian. Cự Hy Thành trời cao cấm chế phi hành, ngươi chờ không biết sao. Liền ở Tiêu Viêm còn ở quan sát toàn bộ Cự Hy Thành thời điểm, ở xa xuất hiện một chúng thân ảnh mênh mông cuồn cuộn hướng tới bọn họ lược tới. Không chỉ có như thế, bốn phía còn có thân ảnh không ngừng lược tới, tức khắc thuận tiện là đem Tiêu Viêm ba người bao quanh vây quanh. Một đám đều căm tức nhìn Tiêu Viêm, sát khí nghiêm nghị. Ngươi chờ nhưng có vào thành lệnh? Cầm đầu tướng lãnh hỏi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu. Cũng là như thế, không hiểu quy củ sao có thể có vào thành lệnh, các ngươi ba người rất là khả nghi, tùy chúng ta đi một chuyến đi. Tướng lãnh nói. Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, cũng không có nhiều lời mà là gật gật đầu. Rồi sau đó Tiêu Viêm đó là ở Cự Hy Thành thủ vệ nhóm hộ tống hạ, lại là đi tới Tiêu Phủ. Hiện giờ Tiêu Phủ cùng Cự Hy Thành giống nhau, lần thứ hai bị xây dựng thêm, càng là trở nên càng thêm đẹp đẽ quý giá. Nhanh đi thông báo Ngàn lão hòa thuận vui vẻ Thiếu Long phủ chủ, thủ vệ tướng lãnh lập tức quát. Rồi sau đó Tiêu Viêm ba người đó là bị mang vào Tiêu Phủ giữa, nhìn Tiêu Viêm ba người sắc mặt bình đạm, mọi người cũng đều thập phần khó hiểu. Bởi vì Cự Hy Thành quy củ ở đấu đế đại lục thượng cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, Tiêu Viêm ba người liền có vẻ thập phần đột ngột. Một tòa tân kiến đại điện, bên trong đại điện bóng người như nước chảy, có thể thấy được Tiêu Phủ đã trở thành Cự Hy Thành trung tâm, nơi quản lý này Cự Hy Thành lớn nhỏ sự vụ. Phủ chủ Hoàng Ngàn lão rất bận, là vì chuyện gì? Đi vào cửa đại điện, có một người chức quan càng cao tướng lãnh đó là tiến đến hỏi. Bẩm báo, này ba người tự mình phi hành đến Cự Hy Thành trời cao, hơn nữa không có vào thành lệnh, thập phần khả nghi, không biết có phải hay không ngoại giới mà đến. Tướng lãnh nghe vậy sau ánh mắt nâng lên nhìn về phía Tiêu Viêm ba người, còn đối với ngoại giới người hiển nhiên đều sẽ cẩn thận một ít. Xem ra tới, Nhạc Thiếu Long đối với huyết thần giới vẫn luôn đều có điều phòng bị. Nhưng tướng lãnh từ Tiêu Viêm ba người ánh mắt đảo qua một cái chớp mắt, theo sau ánh mắt dừng lại ở Tiêu Viêm trên người, mắt lộ ra nghi hoặc. Gương mặt này rất quen thuộc, chúng ta nhận thức sao? Tướng lãnh nghi hoặc hỏi, trong đầu cẩn thận tìm tòi Tiêu Viêm gương mặt này. Ngươi nhìn một cái ta giống kia bên cạnh pho tượng sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười, ánh mắt nghiêng đầu đi, Tiêu Phủ trong vòng không biết khi nào cho hắn điêu khắc một cái mấy chục trượng thật lớn pho tượng, không cần đoán, khẳng định là Nhạc Thiếu Long vì này. Tướng lãnh nghe vậy đầu tiên là dừng một chút, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ở xa pho tượng, lại nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Nhìn về phía pho tượng lại nhìn về phía Tiêu Viêm, mọi người quay đầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Cầm đầu kia tướng lãnh lúc này mới phản ứng lại đây, trước mắt người này chính là đấu đế đại lục truyền lưu mấy ngàn năm truyền thuyết. Tiêu phủ chân chính phủ chủ, hơn nữa vẫn là Đấu Đế Đại Lục giới chủ. Đại nhân, thật sự xin lỗi, là ta chờ có mắt không tròng. Lập tức tướng lãnh một chúng toàn bộ ầm ầm quỳ xuống, thình lình xảy ra động tĩnh, lệnh quanh mình như nước chảy, dòng người cũng là dừng lại chữ đủ quan vọng. Vây xem người cũng là càng ngày càng nhiều, mà lúc này trong đại điện truyền ra một đạo thanh âm. Là người phương nào ở trong đại điện ồn ào? Theo thanh âm truyền ra, quanh mình vây xem mọi người nhường ra một cái con đường, chỉ thấy Nhạc Thiếu Long đầu đội tử kim quan, cầm tú quần áo thêm thân, đích xác có vài phần Tiêu phủ phủ chủ cảm giác. Chú ý, mỗi ngày hai càng, dẫn đầu trang web mấy chục chương, một hơi xem cái sảng. Bất quá loại này trí cao vô thượng khí chất, đương hắn thấy trước mắt cái này khóe miệng ngậm một nụ cười nam tử là lúc, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Đã lâu không thấy, Thiếu Long. Tiêu Viêm nhìn trước mắt y phẩm theo thân phận đều phát sinh thay đổi Nhạc Thiếu Long, trên mặt lộ ra rõ ràng tươi cười, rốt cuộc đây đều là đã từng vào sinh ra tử huynh đệ. Nhạc Thiếu Long lập tức đó là chắp tay ôm quyền, uốn gối liền phải cấp Tiêu Viêm quỳ xuống, bất quá Tiêu Viêm hai bước tiến lên, một tay đem Nhạc Thiếu Long cấp nâng trụ. Như thế nào, hồi lâu không thấy mới lạ sao? Cấp huynh đệ quỳ xuống nhưng không có đạo lý này. Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, Nhạc Thiếu Long trong mắt quang mang lập lòe, lập tức ngẩn ra đó là xấu hổ gãi gãi đầu. Trở về liền hảo, đường xá mệt nhọc, tuy rằng Tiêu phủ hiện giờ xây dựng thêm, nhưng Tiêu thiếu đã từng sở cư trú địa phương còn vẫn luôn không nhúc nhích, vừa vặn hôm nay ta mới sai người quét tước, hay là đây là huynh đệ liền tâm sao? Nhạc Thiếu Long cười không khép miệng được, Tiêu Viêm tuy rằng cũng đang cười, nhưng tươi cười lại nhiều ít có chút miễn cưỡng. Nhạc Thiếu Long cũng là phát hiện Tiêu Viêm biểu tình có chút không đúng, ánh mắt hướng Tiêu Viêm phía sau quét tới, lập tức hắn khuôn mặt cũng là hơi hơi cứng đờ. Tiêu thiếu, Nhạc Thiếu Long không có đi dò hỏi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn biết khẳng định đã xảy ra sự tình gì, lúc này mới lệnh Tiêu Viêm trong lòng có tay này. Nói ra thì rất dài, bất quá yên tâm, ta đáp ứng quá bọn họ, cho nên ta sẽ hết mọi thứ lực lượng cũng phải tìm hồi bọn họ. Tiêu Viêm nói, nhìn Nhạc Thiếu Long thời điểm, Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm thấy nội tâm vô cùng mất mát. Chỉ có vào lúc này Tiêu Viêm phảng phất như là một cái không có hoàn thành lời hứa tiểu hài tử, hắn nội tâm cảm thấy sợ hãi. Nhạc Thiếu Long dừng một chút, hắn biết Tiêu Viêm giờ phút này tâm tình thực phức tạp, đương nhiên, tâm tình của hắn cũng thực phức tạp, bất quá Nhạc Thiếu Long vẫn là miễn cưỡng cười vui, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Không có việc gì, Tiêu thiếu, chúng ta đều tin tưởng ngươi, vô luận như thế nào chúng ta tâm trước sau liên hệ ở bên nhau, bất luận sinh tử. Không cần Tiêu Viêm quá nhiều thuyết minh, Tiêu Viêm trở về, như là cùng hắn đã đi ra Đấu Đế Đại Lục đại gia lại đều đã không thấy. Tiêu Viêm cười khổ, không có cố tình che giấu chính mình bi thương, rốt cuộc về tới Đấu Đế Đại Lục sau, mới có thể cảm thấy càng thêm bi thương. Nhạc Thiếu Long mang theo Tiêu Viêm, rời xa ầm ĩ mọi người, bất quá Tiêu Viêm trở về sự tình, tựa như một trận gió giống nhau, nháy mắt liền thổi biến toàn bộ Cự Hy Thành. Tức khắc gian, toàn bộ Đấu Đế Đại Lục dường như đều là vì này run lên, Cự Hy Thành càng như là ăn Tết giống nhau, lại là bắt đầu rồi chúc mừng. Tiêu Viêm ở Đấu Đế Đại Lục từng cùng Huyết Thần Giới đại chiến tại đây mấy ngàn năm, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Tất cả mọi người biết, nếu không phải Tiêu Viêm, bọn họ sở sinh tồn này phiến thế giới chỉ sợ đã sớm bị ngoại giới mà xâm nhập. Cũng đúng là bởi vì Tiêu Viêm mới có hiện giờ Đấu Đế Đại Lục như vậy bồng bột phát triển. Ở Tiêu Viêm trở về sau, thế lực chi gian tranh đấu như cũ, thủ địch chi gian chém giết toàn bộ đều đình chỉ xuống dưới. Nay cổ gió thổi biến Cự Hy Thành sau, hướng về toàn bộ Đấu Đế Đại Lục lan tràn, mà cơ hồ sở hữu sinh tồn ở Đấu Đế Đại Lục giả, bọn họ đều khát vọng đi gặp một lần Đấu Đế Đại Lục anh hùng, bọn họ giới chủ cũng là Đấu Đế Đại Lục người mạnh nhất. Tiêu Viêm về tới đã từng cái kia Tiêu phủ, hết thảy như cũ. Nhạc Thiếu Long mặc dù xây dựng thêm Tiêu phủ, cũng đem Tiêu Viêm cùng vô ý chiến đội đại gia sở cư trú hết thảy đều bảo lưu lại xuống dưới. Tiêu Viêm đứng ở cửa, phóng nhãn nhìn lại, hắn còn nhớ rõ đại gia cùng nhau ồn ào nhốn nháo nhật tử, trong nháy mắt, hết thảy đều biến thành mây khói. Bước ra nện bước, Tiêu Viêm bước chân đều trở nên tựa hồ càng thêm trầm trọng, đi vào Tiêu phủ sau rất Tiêu Viêm đối đại gia sở hữu hồi ức. Nay đó hồi ức tứ lực đồng thời, làm Tiêu Viêm ánh mắt cũng không khỏi trở nên mơ hồ. Nhạc Thiếu Long không nói gì, mà là yên lặng đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, đi ở Tiêu phủ giữa. Hắn biết hiện tại nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, bảo trì an tĩnh có lẽ chính là đối Tiêu Viêm lớn nhất an ủi đi. Thật lâu sau, Tiêu Viêm thở phào một hơi, trong mắt cảm xúc dần dần tiêu tán, quay đầu nhìn về phía Nhạc Thiếu Long, nói, xem ra mấy năm nay cơ bản đều lo lắng quản lý Tiêu phủ. Sơ sót tu luyện đi, theo đạo lý đã sớm hẳn là đột phá đến Đấu Tiên mới đúng, như thế nào còn dừng lại ở Đấu Đế một cảnh. Nhạc Thiếu Long xấu hổ gãi gãi đầu, cười khổ nói thật, cũng là gần nhất mới đột phá tới rồi Cửu Tinh Đấu Đế, đến nỗi đột phá đến Đấu Tiên, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Tiêu Viêm nhìn Nhạc Thiếu Long, ánh mắt phức tạp, rồi sau đó vỗ vỗ này bả vai, lại cười nói, như vậy cũng hảo. Tiêu thiếu nếu nguyện ý, Thiếu Long càng muốn cùng Tiêu thiếu kề vai chiến đấu, không sợ sinh tử. Không thể không nói, loại này an nhàn sinh hoạt có đôi khi thật sẽ cảm thấy thực nhàm chán. Nhạc Thiếu Long nói, cùng ta cùng nhau nhưng thật ra không cần, bất quá ngươi nhưng thật ra có thể nếm thử buông đối với Tiêu phủ quản lý. Đi ra Cự Hy Thành, Đấu Đế Đại Lục cũng rất lớn, cơ hội rất nhiều, ít nhất nơi này so bên ngoài an toàn ngàn vạn lần. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Nhạc Thiếu Long không có phản bác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Viêm vừa mới ngồi xuống, đang cùng Nhạc Thiếu Long pha hảo trà, bên ngoài đó là truyền đến dồn dập tiếng bước chân, theo ánh mắt nhìn qua đi, chừng hơn trăm người, mà dẫn đầu giả đúng là Ngàn lão. Cung nghênh giới chủ trở về. Ngàn lão ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Đấu Đế Đại Lục có thể như thế bồng bột phát triển, bọn họ nhất định cũng là lập hạ công lao hãn mã. Đa tạ chư vị ở Tiêu Mỗ rời đi trong khoảng thời gian này, bảo vệ tốt Đấu Đế Đại Lục, không có gì báo đáp, mấy năm nay bên ngoài vẫn là đạt được không ít bảo vật, đó là Khao đại gia. Tiêu Viêm giơ tay, ở bọn họ trước mặt đó là Huyền Phù ra vô số vũ khí áo giáp cùng với đan dược. Mấy thứ này đối với Tiêu Viêm tới nói không thể nghi ngờ đều là hoàn toàn không cần không thượng đồ vật, nhưng đối với Đấu Tiên bọn họ lại là tốt nhất vũ khí bảo vật. Này lệnh chúng nhân nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm tràn ngập kính nể. Giới chủ ngài đã trở lại, Đấu Đế Đại Lục tự nhiên liền phải giao từ ngài tới quản lý, nhất định ở ngài dẫn dắt hạ, Đấu Đế Đại Lục mới có thể càng thêm phồn vinh. Ngàn lão đều không phải là ở khen tặng Tiêu Viêm, hắn là cái người thông minh, hiện giờ Tiêu Viêm gần chỉ là một ánh mắt, cũng đã làm hắn cảm giác được tim đập nhanh, Tiêu Viêm đã đạt tới bọn họ vô pháp tưởng tượng trình tự. Ngàn lão khách khí, nếu đổi làm là ta, có lẽ còn không có các ngươi làm hảo, nhưng thật ra huyết thần giới còn từng đã tới. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới, bởi vì vừa đến Cự Hy Thành thủ vệ đó là như thế nghiêm mật, cho nên Tiêu Viêm đó là mở miệng dò hỏi. Huyết thần giới nhưng thật ra chưa từng đã tới, nhưng xuất hiện quá mấy con phi thuyền, không giống huyết thần giới, nhưng bọn hắn cũng không có khởi xướng đối chúng ta khởi xướng tiến công, chỉ là trộm đi đại lượng kim sắc nước biển. Ngàn lão chậm rãi nói, sau đó lần thứ hai chắp tay thật mạnh ôm quyền. Mong rằng giới chủ thứ tội, vì kế lâu dài suy nghĩ, ta chờ lựa chọn nhiều nhịn, do đó vẫn chưa bùng nổ chiến tranh. Ngàn lão giữa trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn sợ Tiêu Viêm trách tội hắn không có bảo vệ tốt Đấu Đế Đại Lục tài nguyên, còn bị mặt khác giới không cướp đoạt. Chú ý, mỗi ngày hai càng, dẫn đầu trang web mấy chục chương, một hơi xem cái sảng. Ngàn lão không cần tự trách, không có 10 phần nắm chắc, ẩn nhẫn thật là càng tốt lựa chọn, huống chi bị người đoạt, chúng ta một lần nữa lại cướp về đó là. Tiêu Viêm nhìn có chút khẩn trương Ngàn lão, đó là nhẹ giọng nói, bất quá cuối cùng lời nói tràn ngập khí phách. Ngàn lão một chúng chính là từ Tiêu Viêm từ yêu tộc cấm địa huyệt động chung sống lại mà ra, đã từng Đấu Đế Đại Lục lão tổ nhóm, bọn họ thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh, Ngàn Thành thật lực mạnh nhất đã đột phá tới rồi năm sao Đấu Tiên, có thể ở Đấu Đế Đại Lục chung có như vậy tốc độ tu luyện, đã tương đương kinh người. Ngàn lão có từng vẽ quá này đó phi thuyền bộ dáng, cũng hoặc là chúng nó có cái gì đặc thù, bị cướp đi tài nguyên tự nhiên muốn cướp trở về mới được. Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, Ngàn tay già đời trung quang mang chật lóe, xuất hiện mấy chương quyển trục, đưa cho Tiêu Viêm. Ánh mắt nhìn quét quyển trục sau, này đó phi thuyền phía trên viết một cái băng tự, Tiêu Viêm chợt đem quyển trục đưa cho Đinh Duyệt. Dùng không sợ hào sao trời la bàn liền có thể biết chung quanh có những cái đó sao trời giới không, Tiêu Viêm nếu trở về, như vậy trước kia bị khi dễ, hiện tại phải khi dễ trở về mới được. Đinh Duyệt gật gật đầu, liền cầm bản vẽ bắt đầu đi tìm chung quanh có thể đối ứng giới không. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lần thứ hai truyền đến dồn dập tiếng bước chân, người chưa tới, thanh âm lại là đi trước truyền ra. Tiểu tử, đã trở lại cũng không thông cái khí. Tiêu Viêm nghe tiếng đó là lập tức đứng dậy, nơi xa đi tới thân ảnh đúng là Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên. Thanh Hạo Nhiên đại ca, Tiêu Viêm thật mạnh ôm quyền chắp tay, hơn nữa chỉnh 90 độ khom lưng, cái này lễ nghĩa hiển nhiên có chút qua. Thanh Hạo Nhiên hai bước tiến lên đỡ lấy Tiêu Viêm, đương Tiêu Viêm ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đã hồng nhuận. Làm sao vậy? Hồi lâu không thấy, nhìn thấy đại ca liền muốn khóc. Đại ca khi nào có loại này mị lực? Thanh Hạo Nhiên cười nói, bất quá hắn ánh mắt đảo qua bốn phía, tươi cười đó là đột nhiên im bặt. Mộc Nhi đâu? Thanh Hạo Nhiên thực mau phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Một hồi chiến đấu, mọi người đều đã chết, bao gồm ta. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, cô nén nước mắt từ gương mặt chảy xuống, hắn không có biện pháp cấp Thanh Hạo Nhiên một công đạo, bởi vì hắn đã từng hứa hẹn quá, muốn hộ Thanh Mộc Nhi chu toàn, nhưng hôm nay. Cái gì? Đều đã chết. Thanh Hạo Nhiên đồng tử sẫu súc, thân thể đều là không khỏi bỗng nhiên run lên. Bất quá đại ca yên tâm, vô luận như thế nào ta đều sẽ đem bọn họ từ minh giới lôi ra tới, cho dù chết, cũng muốn chết mà sống lại. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Thanh Hạo Nhiên, nghiêm mặt nói. Chết mà sống lại. Thanh Hạo Nhiên nghe được mọi người chết thời điểm, tâm hôi giống nhau, đừng nói là hắn đối chết mà sống lại cái này từ ngữ cảm thấy xa lạ. Ngay cả Tiêu Viêm hiện giờ đều còn vô pháp xác nhận vô ý chiến đội đại gia cụ thể là tình huống như thế nào. Bất quá Tiêu Nguyệt Ly nếu nói đã đem mọi người đều cứu, hẳn là không giả, bất quá khi cách nhiều năm như vậy, có lẽ mọi người đều đã sống lại, chẳng qua còn lưu tại minh giới mà thôi, đây là Tiêu Viêm tốt nhất dự đoán. Có vài phần nắm chắc. Thanh Hạo Nhiên ngẩng đầu, hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm. 100%. Tiêu Viêm kiên định trả lời. Thanh Hạo Nhiên hơi hơi trầm ngâm, nhìn Tiêu Viêm hồi lâu. Đại ca tin tưởng ngươi, Đấu Đế Đại Lục cũng chờ bọn họ trở về. Thanh Hạo Nhiên nói. Không khí trở nên áp lực. Thanh Hạo Nhiên biết Tiêu Viêm nội tâm cũng là thập phần dày vò, bởi vậy Thanh Hạo Nhiên mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười, lấy ra tốt nhất tuyệt tuyết trà. Tiêu Viêm đã từng từ Đấu Đế Đại Lục mang đi tuyệt tuyết trà đã sớm uống xong, tuy rằng đường xá chung cũng hưởng qua không ít hảo trà, nhưng đều không có bất luận cái gì một loại tiệc trà so quê nhà hương vị càng thêm hương thuần. Tiểu tử, này từ biệt đã có mấy ngàn năm, chẳng lẽ là đã quên chúng ta này đó lão quái, như vậy chính là không phúc hậu. Ngoài cửa lần thứ hai truyền đến thanh âm, chỉ thấy Trần Bố Phàm, Dược tộc Dược Ngạo Thiên phân biệt chủ động tiến đến bái phỏng. Tiêu Viêm mới vừa hồi Đấu Đế Đại Lục, vốn định từng cái bái phỏng chư vị tiền bối, không ngờ tới lại là làm chư vị tiền bối tới bái phỏng tiểu tử ở chỗ này cảm tạ chư vị quan tâm. Tiêu Viêm đứng dậy, Tiêu phủ trong vòng đã đứng đầy người. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm, hiển nhiên hắn không chỉ có là Tiêu phủ vai chính, vẫn là toàn bộ Đấu Đế Đại Lục vai chính. Thanh Hạo Nhiên làm đại ca, tự nhiên sẽ giúp Tiêu Viêm khởi động trường hợp, tuyệt tuyết trà ở thời điểm này cũng không có bất luận cái gì bủn xỉn, tiếp đón sở hữu tiến đến các tiền bối uống trà. Bực này hảo trà cũng là lệnh chúng nhân đều khen không dứt miệng. Khi cách mấy ngàn năm, vốn tưởng rằng Thương Hải Tang Điền, không từng nghĩ đến Đấu Đế Đại Lục vẫn là cái kia Đấu Đế Đại Lục, các tiền bối như cũ thanh xuân vĩnh trú. Tiêu phủ trong vòng lục tục không ngừng có người tiến đến, càng là sôi nổi vì Tiêu Viêm đưa lên hậu lễ. Nhạc Thiếu Long vung tay lên, lập tức lệnh người bố trí rượu ngon hảo đồ ăn, tiếp đón sở hữu khách. Tiêu phủ trong vòng, cơ hồ Tiêu Viêm sở hữu cố nhân đều tới, Tiêu Viêm bưng chén rượu, từng cái kính rượu, nhìn đại gia. Tiêu Viêm thật sự thực vui vẻ, thực vui vẻ. Có lẽ chỉ có mất đi sau Tiêu Viêm mới có thể cảm giác được này phân tình nghĩa có bao nhiêu chân thành cùng đáng quý, có lẽ những người này có người mang theo hư vinh chi tâm, có người chỉ vì sùng bái Tiêu Viêm, bất quá vô luận như thế nào, ít nhất tại đây một khắc Tiêu Viêm trong mắt, mỗi một trương gương mặt tươi cười có vẻ là như vậy đáng yêu. Trận này uống rượu thật lâu, đến nỗi bao lâu, Tiêu Viêm cũng nhớ không rõ, đối với Tiêu Viêm tới nói uống không chỉ có là rượu, còn có đã từng hết thảy rõ ràng trước mắt hồi ức. Ở Tiêu Viêm trở về mấy tháng lúc sau, thế nhân tiếng hoan hô mới dần dần bình tĩnh xuống dưới, bái phỏng giả cũng ở chậm rãi giảm bớt, Tiêu phủ rốt cuộc khôi phục ngày xưa bình thường trật tự. Giống như tất cả mọi người tới, bất quá lão sư như thế nào chưa từng nhìn thấy. Tiêu Viêm có chút khó hiểu, thân hình vừa động đó là chuẩn bị đi dược tộc tìm kiếm dược lão. Bất quá mới vừa đi ra cửa, đó là gặp Nhạc Thiếu Long tiến đến, từ Tiêu Viêm trở về lúc sau. Nhạc Thiếu Long đó là thoái thác rớt trong tay đại bộ phận sự tình, mà là lựa chọn bạn ở Tiêu Viêm tả hữu. Đinh Duyệt phụ trách đi tra đoạt lấy quá Đấu Đế Đại Lục những cái đó giới không, đến nỗi Hạ Tăng Huy, phòng trừng lại đi Mãn Thành nghe khúc nhi đi. Tiêu thiếu muốn đi đâu? Nhạc Thiếu Long gặp được mới ra môn Tiêu Viêm, đó là hỏi. Đi tìm lão sư, Tiêu Viêm nói. Nhạc Thiếu Long dừng một chút, mắt lộ ra suy tư chi sắc. Nghĩ tới, Tiêu thiếu lão sư nói chính là Dược Tôn giả đi, vài thập niên trước mang theo hắn hài tử đi chu du Đấu Đế Đại Lục. Nhạc Thiếu Long nói, Tiêu Viêm theo bản năng nga một tiếng, bất quá đột nhiên ngẩng đầu kinh dị nhìn về phía Nhạc Thiếu Long. Gì? Mang theo hài tử? Lão nhân thế nhưng còn sinh hài tử? Luôn luôn trầm ổn Tiêu Viêm lập tức quát lớn, lập tức nên đón quanh mình không ít kinh hãi ánh mắt, sôi nổi đều cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự. Một nhi một nữ, vừa mới thấu thành một chữ hảo. Nhạc Thiếu Long cũng là cười nói, nhìn Tiêu Viêm kinh dị ánh mắt cũng là vui vẻ. Cái gì? Còn một nhi một nữ? Này tao lão nhân thật là không nghĩ tới, tiểu nhật tử quá còn như vậy thích ý. Tiêu Viêm tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng là lộ ra đã lâu tươi cười. Ít nhất hắn để ý những người này đều có chính mình sinh hoạt quỹ đạo, có chính mình hạnh phúc cùng người nhà. Chú ý, mỗi ngày 2 càng, dẫn đầu trang web mấy chục chương, một hơi xem cái sảng. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời không đi quấy rầy lão sư, loại này thời điểm nên đi tìm một tìm ta Tiêu Kỳ thê nhi, Tiêu Viêm nói, khóe miệng cũng là dần dần dơ lên lên. Đối mặt loại tình huống này, Nhạc Thiếu Long liền không tốt ở tiếp tục đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, thực minh lý lẽ nhìn Tiêu Viêm rời đi. Tiêu Viêm một bước bước ra, thân hình run lên gian, đó là hóa thành một mặt khói nhẹ trực tiếp biến mất không thấy, hạ đẳng dưới trống không không gian. Lấy Tiêu Viêm thực lực có thể làm được tùy tiện xé rách, cơ hồ có thể trong thời gian ngắn tới Đấu Đế Đại Lục bất luận cái gì một chỗ. Tiêu Kỳ bái sư cho Tiêu Vô Thiên, cho nên muốn tìm được Tiêu Kỳ liền phải trước tìm được Tiêu Vô Thiên. Đến nỗi Tiêu Vô Thiên, ở một mảnh Đấu Đế Đại Lục độc lập ra tới không gian giữa, nơi này chỉ có một đơn giản đình các. Hắn tựa hồ đã thói quen từ thời gian sông dài, một người đi ở sông dài giữa, thói quen loại này cô tịch cảm giác. Nhanh như vậy đã tới tìm lão phu. Tiêu Vô Thiên ngồi ở đình các trong vòng, nhàn nhã uống trà, rơi xuống chỉ có một người cờ vây, trong đó vui sướng chỉ có chính hắn mới có thể lĩnh hội. Tiêu Vô Thiên tiền bối thoạt nhìn rất bận bộ dáng, không bằng nói cho ta thê tử ở nơi nào, ta đi trước tìm một tìm hắn. Tiêu Viêm xấu hổ gãi gãi đầu. Ta nói là cái gì phong nhanh như vậy liền đem ngươi thổi tới, nguyên lai là tìm chính mình chí ái tới, nàng ở Đấu Đế Đại Lục cực bắc nơi. Lần này an bài cho nàng nhiệm vụ là mặt sát rớt cực bắc nơi thập đại ác nhân, cũng không biết hiện giờ tình huống thế nào, vừa lúc ngươi đã đến rồi, thay ta đi coi một chút nàng đi. Tiêu Vô Thiên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút. Tiêu Kỳ vẫn luôn là một cái tính tình tương đối mềm mại nữ hài tử, ở nữ hài tử trung nàng như vậy tính cách cũng thập phần thường thấy. Chuẩn xác mà nói cũng là nhất có thể làm nam nhân mềm lòng chính là như vậy nữ hài. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng trúng nàng ôn nhu hương. Bất quá Tiêu Viêm nghe Tiêu Vô Thiên ngữ khí, trong nháy mắt có chút hối hận làm Tiêu Kỳ bái sư cấp Tiêu Vô Thiên, nay đối đệ tử lại là chẳng quan tâm. Đa tạ tiền bối, nay liền đi tìm ta thê nhi đi, cáo tử. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, tiếng nói vừa dứt, Tiêu Vô Thiên vốn đang tưởng công đạo hai câu, nhưng Tiêu Viêm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Đấu đế đại lục cực bắc nơi nơi này hàng năm bị băng tuyết bao trùm, cũng là đấu đế đại lục nhất rét lạnh địa phương, nhưng mà loại địa phương này lại có không ít tu luyện giả. Tuy rằng hoàn cảnh tàn khốc một ít, nhưng nơi này bởi vì nhân số ít, nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm, đương nhiên, trong đó cũng có không ít vì tránh né thù địch tiến vào trong đó giả. Trắng xóa một mảnh phong tuyết bên trong, trừ bỏ tiếng gió ở ngoài, còn có thể nghe thấy bay nhanh tiếng động. Thực mau tại đây tuyết trắng phía trên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, các tay cầm vũ khí, đầy mặt tức giận, sát khí nghiêm nghị. Lục Soát, cô nàng này chạy không xa, lão tử đem nàng đả thương, nàng nhất định phải tìm kiếm địa phương khôi phục thương thế. Chúng ta cần thiết muốn ở nàng khôi phục thương thế phía trước đem nàng tìm được, sau đó đem nàng cấp làm thịt. Mười mấy đạo thân ảnh, đó là rất có trật tự, hai người vì một tổ, bắt đầu đối bốn phía băng tuyết bắt đầu rồi kín không kẽ hở điều tra. Hàng năm băng tuyết nơi này đều là thâm hậu sông băng, lúc này tại đây sông băng nơi nào đó băng động bên trong, một đạo tóc bạc bóng hình xinh đẹp ngồi xếp bằng ở trong đó. Như miêu tựa tước dáng người, bả vai phía trên khoác trồn cừu, người mặc màu đen bó sát người nội giáp, trắng nõn chân dài lộ ra lóa mắt ánh sáng. Bên người nội giáp dưới, thon thon một tay có thể ôm hết eo liễu thượng có một tia vết máu, nàng ngồi xếp bằng xuống dưới. Đen trong cơ thể hỗn loạn hơi thở bình phục, lấy ra số cái chữa thương đan dược nuốt phục sau, thương thế dần dần khôi phục. Bất quá liền ở vừa mới đem đan dược nuốt ăn vào sau, ầm ầm một tiếng, một đạo quang đoàn đó là từ bên ngoài trực tiếp đánh vào băng động giữa. Bóng hình xinh đẹp mắt đẹp chợt co rụt lại, thiến thân một bên, đó là xảo diệu đem này tránh thoát, nhưng toàn bộ đóng băng cũng là trong khoảnh khắc sập vùi lấp. Chẳng qua tiếp theo nháy mắt, ầm ầm một thân, bóng hình xinh đẹp phá động mà ra, huyền phù ở giữa không trung bên trong, một đầu tóc bạc ở không trung phất phới. Càng là tay cầm một thanh thanh quang trường kiếm, thon dài gáy ngọc phía dưới, một mảnh bộ ngực sữa như ngưng chi bạch ngọc, nửa che nửa lộ, tố eo một bó, thế nhưng một tay có thể ôm hết. Một đôi hân trường thủy nhuận đều xương tú chân bại lộ ở không khí giữa, như này ánh mắt còn lại là có vẻ lạnh băng một chút, lại là tản ra tấc tấc sát khí. Tìm được rồi, hai người phát hiện nàng, lập tức đó là hét lớn một tiếng, tức khắc gian, bốn phía đó là truyền đến dồn dập phá phong tiếng động, mười mấy người đó là tất cả xông tới, đem nữ tử bao quanh vây quanh. Cũng không hỏi thăm, lão tử A Lãnh ở tuyết vực uy danh cũng không phải là cái, cũng dám ám sát lão tử, cô gái dáng người nhưng thật ra rất tốt, các huynh đệ, lưu người sống. Cầm đầu người dáng người gầy ốm, câu lũ thân mình, thon dài hai mắt tràn ngập dâm tà ở nữ tử trên người đánh giá. Thượng, nhớ rõ, nhất định phải bắt được đến, còn có, đánh người đừng vào mặt, đừng đem đứa bé này mặt cho ta đánh hỏng rồi, ảnh hưởng dùng ăn tâm tình. Nam tử lần thứ hai quát, mọi người tay cầm vũ khí lập tức đó là gầm lên một tiếng, hướng tới nữ tử công kích mà đến. Nữ tử ánh mắt trầm xuống, trên người khí thế cũng là thình lình bùng nổ, lấy nàng vì bán kính nội phong tuyết nháy mắt đều hóa thành hư vô, tay cầm trường kiếm càng là ầm ầm vang lên. Nữ tử thân hình một đốn, trong tay trường kiếm đã chậm rãi nâng lên, tiếp theo nháy mắt đó là chuẩn bị đối mọi người phát khởi thế công. Nhưng ở nàng giơ tay trong nháy mắt, một bàn tay không biết từ nơi nào vươn tới, đè lại nàng cầm kiếm bàn tay, lệnh nàng cũng là bỗng nhiên ngẩn ra. Một đạo thân ảnh mạc danh xuất hiện ở nàng bên cạnh, đối mặt những cái đó bạo lực mà đến mười mấy đạo thân ảnh, com ở tới gần trong nháy mắt. Đó là chỉ thấy được đều là như tờ giấy phiến giống nhau, nháy mắt băng tán, thậm chí liền hét thảm một tiếng cùng một chút máu tươi đều chưa từng nhìn thấy. Nay mười mấy người liền như hư không tiêu thất giống nhau, duy độc chỉ còn lại có Diễu Võ Dương Oai tên là A Lãnh gầy yếu nam tử. Cô gái, ngươi này phong cách biến ảo có điểm đại, nếu không phải hơi thở không thay đổi, đáng thương phu quân ta đều nhận không ra. Xuất hiện ở nữ tử bên cạnh thân ảnh, đúng là Tiêu Viêm, xé rách hư không ngay lập tức tới. Mà tên này tóc bạc nữ tử cũng đúng là Tiêu Viêm thê tử chi nhất, thực lực phải nói là yếu nhất một cái, Tiêu Kỳ. Như thế nào liền tóc nhan sắc đều thay đổi đâu? Tiêu Viêm ngón tay theo sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của nàng. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy chính mình ngực mềm nhũn, bóng hình xinh đẹp trực tiếp bổ nhào vào ở trong lòng ngực hắn, Tiêu Viêm nào nào sau, vươn hai tay sau, gắt gao đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Mà ở xa kia gầy yếu dâm tà nam tử, đó là ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ chữ tình chi gian, dường như liền phải chuẩn bị trốn chạy. Kỳ Nhi, người nọ là ngươi tới sát, vẫn là ta tới sát? Tiêu Viêm xoa xoa trong lòng ngực hồng nhuận khuôn mặt, sủng nịch hỏi. Tiêu Kỳ nghe vậy đưa khai Tiêu Viêm, hốc mắt đã hồng nhuận, nhưng nàng tay cầm trường kiếm, thân hình vừa động. Đó là ở xa tên là Lãnh nam tử kêu thảm thiết một tiếng chung, kiếm quang lập lòe, này đầu trực tiếp ở kiếm quang ra đời sinh chém xuống. Đây là sư tôn cho ta nhiệm vụ, hắn chính là cuối cùng một cái. Tiêu Kỳ chậm rãi thu hồi trường kiếm sau, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, lần thứ hai nhị ở Tiêu Viêm trên người. Chú ý, mỗi ngày 2 càng, dẫn đầu trang web mấy chục chương, một hơi xem cái sảng. Ha ha, Kỳ Nhi biến cường đâu, kiếm pháp không tồi. Tiêu Viêm cười cười, đem Tiêu Kỳ lần thứ hai dũng mãnh vào trong lòng ngực. Hai người chi gian độ ấm tại đây một khắc trở nên là như vậy mỹ diệu lẫn nhau giao hòa. Đến đây thì cũng khép lại phần 7 tập 05 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.